Giai đoạn cuối cùng của việc chinh phục là để cứu rỗi con người, để tỏ lỗ kết cục của họ. Vạch trần sự tha hóa của con người thông qua phán xét, qua đó giúp con người ăn năn và vươn lên, giúp họ theo đuổi sự sống cũng như con đường đúng đắn của đời sống con người. Giai đoạn cuối cùng của việc chinh phục là để thức tỉnh tâm lòng của những con người tê liệt, là để chỉ ra sự phản nghịch bên trong họ thông qua sự phán xét. Nếu con người vẫn không thể ăn năn, vứt bỏ những bài hoài, không thể theo đuổi con đường đúng đắn trong đời người, họ sẽ trở thành người không thể cứu được và sẽ bị Satan nuốt chửng. Ý nghĩa của việc chinh phục của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người và cũng cho thấy kết cục của họ là tốt hay xấu, được cứu rỗi hay bị nguyên rủa, tất cả đều sẽ đưa tỏ lộ trong công tác chinh phục. Thời kỳ sau rốt là lúc bạn vẫn sẽ được phân theo loại, bạn vẫn sẽ được phân theo loại qua việc chinh phục. Đó là công tác của thời kỳ sau rốt, là chinh phục, là phán xét tội lỗi con người, công tác phân loại với con người trong toàn vũ trụ. Từ tất cả dân tộc, vùng đất con người đều phải tuân theo công tác chinh phục, đều phải quy phục trước tòa phán xét. Ý nghĩa của việc chinh phục của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người và cũng cho thấy kết cục của họ là tốt hay xấu, được cứu rỗi hay bị nguyên rủa, tất cả đều sẽ đưa tỏ lộ trong công tác chinh phục. Tất cả loài thọ tao để sẽ phải phân theo loài, tất cả đều bị phán xét trước tòa phán xét, không ai hay vật nào có thể thoát khỏi sự phán xét này. Cũng không một con người hay vật nào không bị phân theo loài, tất cả đều sẽ được phân theo loài vì kết cục của vạn vật đã gần kề. Tất cả trời và cả đất đều sẽ đến hồi kết. Sao con người có thể thoát khỏi sự kết thúc, sự sinh tồn của mình? Ý nghĩa của việc chinh phục của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người và cũng cho thấy kết cục của họ là sau, được cứu rỗi hay bị nguyên rủa, tất cả đều sẽ đưa tỏ lộ trong công tác chinh phục. Ý nghĩa của việc chinh phục của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người và cũng cho thấy kết cục của họ là tốt hay xấu, được cứu rỗi hay bị nguyên rủa, tất cả đều sẽ đưa tỏ lộ trong công tác chinh phục.